Anh ơi, anh đổi máy cho em. Quảng lên anh. Máy bây giờ mọc. Hello, xin chào mọi người, có nhìn rõ em không? Có ai nhìn thấy em không ạ? Có chị nào đang ở livestream mà nhìn thấy em không? Anh Nguyễn Hạnh à? Hai anh người biết là ông có dạy. Các chị vào lại livestream cho em nhé. Mọi người vào lại livestream lên giúp em ạ. Chào chị Hà Thương, chào chị Long Tiết này, chào chị Tiền Lê, chào chị Trang Lệ Mẫn, chào chị Quý Thi Độ này. Bộ chị đang mặc đẹp à, nhưng tối quá là thế nào em? Em có đang nhìn rõ chị đang livestream không? Có đang nhìn rõ tín hiệu bên chị vẫn ổn không nào? Chị nào cũng đang nhìn rõ tín hiệu bên em vẫn ổn thì comment lại cho em biết nhá. Hôm nay xả các chị với giá 9.000 thôi ạ. Đấy, xin chào, chào chị Nguyễn Thị Trang, chào tất cả mọi người đang xem livestream của em. Chị gái nào đang xem livestream của em thì nhớ dùm em lên. Hôm nay ấn kết bạn ở link Facebook bên nhà em này, chia sẻ livestream ở chế độ công khai cho em, tại vì hôm nay em chỉ bán các chị với giá 9.000 thôi ạ. Chào chị Tuyết Đặng này, chào chị Mi Don Thảo này, chào chị Ly Lớp này, chào chị Phạm Thủy này, chào chị Tú đang xem livestream này, chào chị Tuyết Mai Đặng này, chào chị bé Bùi này. Hello, xin chào tất cả các tình yêu của em đang xem livestream của em. Chào chị Ba Bùi này có muốn mua hàng với giá 9.000 không ạ? Chào chị Hiền, chào Hiền Dương nha. Lâu lắm rồi mới được gặp Hiền Dương. Dạo này công việc ổn không em? Đấy, chia sẻ livestream lên cho em một lần, lên sang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm cho em các chị nhá. Đủ lượt chia sẻ lên chưa ạ? Các chị ơi, đủ lượt chia sẻ rồi thì vào đây cùng em cùng săn bom với giá 9.000 cho em. Toàn bộ hàng ngày hôm nay sẽ bán các chị với giá 9k thôi các chị nhá. Toàn bộ hàng ngày hôm nay bán cho các chị với giá 9.000 thôi cho em ạ. Chỉ với giá 9.000, 9.000 và 9.000 thôi. Anh cứ đưa cho Lý cái link Hạnh Nguyễn đi. Để nó chia sẻ lên. Đây ạ. Đấy, không phải chạy đi chạy lại có làm gì cả. Đây các chị ơi, đơn hàng to bằng mặt của chúng nó luôn. Chào chị Nguyễn Thị Trang, em chia sẻ rồi nhé, cảm ơn em ạ. Chào Thu Nguyễn này, muốn săn hàng giá 9.000 không? Chào chị Tùng Di, khách hỏi thì không đấy trả lời. Hỏi gì đấy ạ, hỏi gì đấy ạ? Tại vì rằng là các chị nhớ hỏi gì đấy. Tại vì em đang chào các chị đây. Chào chị Yến Nhất Tao này, lâu lắm rồi đâu rồi. Hôm nay bom hàng kinh khủng luôn các tình yêu của em chưa. Đơn bom dã man luôn, xả toàn bộ đơn bom này với giá 9.000. Chỉ với giá 9.000 cho các chị thôi ạ. Chỉ với giá 9k cho các chị thôi nhá. Chị gái nào đang ở livestream thì nhớ dùng em nào, hôm nay em chỉ xả với giá 9.000 cho các chị thôi. Áp dụng cho những chị chia sẻ livestream, chị gái nào đã và đang ở livestream của em thì hãy chia sẻ livestream lên cho em. Đấy. Chào chị Nguyễn Thị Hòa này. Quý Thi Đặng lấy hàng ra đi rồi đây, đang chuẩn bị lấy hàng ra rồi đây. Chào chị Quyết Huyền cho em xả bom 9.000, 9.000 và 9.000 thôi cho em nhá. Chào chị Trần Nửng ạ, chào chị Hà Mai. Em chia sẻ cho rồi nhé chị Hạnh ơi. Rồi ok, cảm ơn em yêu của chị quá. Chị rất chi là stick luôn, cứ chị nào chia sẻ livestream em đều thích đây, em để đây cho các chị xem. Đây mấy mã gọi là bom hàng có trình độ luôn cho em. Bom hàng gọi là có trình độ luôn nhá. Cho chị đơn hàng, cho chị số điện thoại 0120 ra đây. 0120 gọi điện trực tiếp cho khách hàng luôn. 0120 cho em nhá, chia sẻ livestream đủ một lần lên trang cá nhân ạ. Đủ lên cho em một lần lên trang cá nhân và 5 lần cho các hội nhóm cho em ạ. Một lần lên trang cá nhân và 5 lần cho các hội nhóm cho em các chị nhá. Phải đủ lên cho em là một lần lên trang cá nhân và 5 lần cho các hội nhóm. Không chia sẻ đủ 5 lần cho các hội nhóm hôm nay các chị sẽ không mua được hàng bom với giá 9.000 đâu. Xem đây là những cái gì cho em nào. Gọi điện xem nào. Các chị chia sẻ livestream với anh lau em cái màn hình cái. Lau đi lau lại. Màn hình nó làm sao nó cứ mờ mờ mờ. Càng lau nhiều nó càng xước. Xài thuê bao. Càng lau nhiều nó xước. Thuê bao này thì xả luôn này. Đã một khi mà đã thuê bao thì chỉ có xả cắt luôn cho em. Giá 9.000 hết cho em. Hôm nay
tiền đi 25.000, tiền về mất 25.000. Cái công đứng livestream coi như là đổ xuống sông xuống biển đây. Công đứng livestream đổ xuống sông xuống biển luôn cho em đây. Mua hàng không có ý thức. Toàn là những người mua hàng không có ý thức cho em. Đấy, người ta đi từ đâu, các chị nghe rõ cho em này. Ngọc Nguyễn này, 0120 này, 238 này, 3383 cho em. Thôn Phú Mỹ 1, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định cho em. Đây, Bình Định luôn cho em, chia sẻ đủ 5 lần lên cho em. Cứ một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em. Hôm nay mà không chia sẻ đủ lên cho em, 1 lần lên sang cá nhân nha các chị nhá. 1 lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm thì hôm nay các chị sẽ không mua đồ hàng nữa nhá. Đấy các chị nhá, với giá 9.000 luôn cho em. Các chị không chia sẻ lên hội nhóm, các chị hãy chia sẻ mạnh mẽ lên sang cá nhân cho em. Cứ lượt chia sẻ này, cách lượt chia sẻ kia 1-2 phút cho em các chị nhá. Phải đủ lên cho em, cứ đủ 5 lần em bán hàng với giá 9.000. Ủa ôi, bộ đồng đen. Đây, đồng đen giá 9k cho em. Đây, người ta buôn bán có lời lãi của các bà được bao nhiêu đâu mà các bà đi bom hàng có chủ quyền như thế ạ. Đồng đen giá 9.000. Đây các chị comment này nghe cho em. Đồng đen giá 9k và kèm theo số điện thoại. Chào chị Thương Lê, chào chị Quyết Huyền, chào chị Hip Khoa cho em. Đồng đen giá 9k cho em các chị nhá. Đồng đen giá 9k cho em và kèm theo số điện thoại cho em. Xin thông báo các chị luôn. Bộ đồng đen này em bán với giá 9.000. Chị nào lấy bộ đồng đen comment này nghe cho em. Đồng đen giá 9.000 này. Đấy, đây một bộ con chim màu trắng này nữa luôn. Một bộ chim trắng giá 9k cho em nha các chị nhá. Một bộ chim trắng giá 9k luôn. Em nói thật với các chị luôn. Kinh khủng luôn cho các chị luôn. Toàn là những người mua hàng vô ý thức cho em gọi điện hết luôn cho các chị luôn. Không các chị để bỏ bên nhà em nói sai. Bộ chim đen đây các chị, chim trắng cho em giá 9.000. Đây bộ chim trắng. Một bộ luôn từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa cho các chị nhá. Chia sẻ livestream đủ lên cho em chưa các tình yêu của em. Cứ một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho nhóm hoặc các chị có thể chia sẻ đến tận 5 lần trên sang cá nhân cho em được. Cứ miễn là phải đủ lượt 6 lượt chia sẻ lên cho em là ok. Cứ 6 lượt chia sẻ lên cho em giúp em ok. Bộ con chim màu trắng này với giá 9.000 cho em. Chị ơi em đang bán với giá 9.000 đấy ạ. Một bộ luôn chứ không phải rằng là một áo mà là một bộ với giá 9.000 thôi. Chỉ 9.000 một cái bộ này thôi các chị nhá. Đây ạ. Đây 9.000 một cái bộ này cho em. Đây các chị nhớ không ạ? Ui bộ con chim màu trắng này các tình yêu của em ơi, quá đẹp luôn. Bộ chim trắng giá 9.000 cho em. Xem này bon những cái gì về luôn cho em đấy các chị nhá. Cách không nhận đặt hàng, cách khách không đặt đây. Thu Mai này 0978. Đâu rồi? Số điện thoại 0978 đâu, mang ra đây để gọi điện luôn. Khách không đặt hàng à? 0978 cơ mà, Viettel mà. 0978 mang ra đây. Mang luôn 0978 ra đây. 0978 này, 386 này, 175 cho em. Gọi điện luôn xem mà, hỏi xem là tại sao đi bom hàng về mà dám nói cái câu rằng là khách hàng không đặt hàng cho em. Chị ơi cho em hỏi rằng là chị có phải là chị Thu Mai không ạ? Vâng. Vâng chị ơi, thì ơi chị có phải ở Thanh Hóa không? Vâng. Vâng, thế sao chị ơi, chị đặt hàng của bên nhà shop Hạnh Nguyễn nhà em ấy, tại sao ngày 28 tháng 7 ý, mà sao chị lại bảo rằng là chị không đặt hàng hả chị? Chị đặt bên nhà em một bộ tháp bướm 90.000 đấy ạ. Cộng với lại tiền ship là 30.000, tại sao chị lại không nhận, chị lại bảo rằng là chị không đặt hàng, shipper giao hàng. Bộ 3D hình tháp bướm với giá là 90.000. Shipper gọi điện cho chị thì chị bảo rằng là chị không đặt hàng. Thế là thế nào hả chị? Hàng xóm nhà chị cầm máy của chị đặt linh tinh ạ. Thế chị ơi, chị chuyển lời cho em đến cái bạn hàng xóm đấy của bên nhà chị nhá. Là một con người có ý thức của em. Bên nhà em bán hàng online bên nhà em rất chỉ là vất vả luôn. 25.000 tiền ship đi, 25.000 tiền ship về, đặt hàng linh tinh và cho cả địa chỉ ạ. Đấy, tắt máy luôn, loại vô ý thức, bực hết cả mình lên nữa. Đây, quá vô ý thức luôn cho em, không để đâu hết vô ý thức cái loại người như này luôn. Hàng xóm đặt linh tinh à, em tế tổ lên cho mà nghe, mẹ riêng cái bọn cô hồn đặt linh tinh này phải gọi là tế tổ lên cho mà nghe. Phạm Thị Mai này, thôn Thuận này, xã Quảng Nam này, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho em. Các chị chia sẻ mạnh mẽ với cái nhóm Thanh Hóa này luôn cho em. Gọi điện thì bảo rằng là bên hàng xóm người ta cầm máy người ta đặt linh tinh. Đấy, bên hàng xóm người ta cầm máy người ta đặt linh tinh ở cái loại người vô ý thức cho em. Người ta bán hàng online vất vả như thế nào mà lại còn đi bom hàng người ta về như này, còn bảo là hàng xóm cầm máy đặt linh tinh cho em. Xả hết toàn bộ luôn với giá 9.000 cho em. Đây rất chỉ ức chế luôn các chị luôn. Đây. Các chị nhá. Bộ tháp bướm này, comment này nghe cho em, bộ tháp bướm giá 9.000 cho em.
em xin thông báo các chị luôn, bộ này em sẽ bán với giá 9.000 được chưa? Chị sẽ sống khai chia sẻ livestream lên cho em, chị Pha Ngô chia sẻ livestream lên giúp em nào. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho hội nhóm cho em. Đây, một cái con người vô ý thức cho em, không để đâu hết vô ý thức cho em các chị nhá. Em rất chi là đã gọi là nhịn, em đã phải gọi điện lại chị em đòi hoàng rồi. Lại bảo là hàng xóm đặt hàng cho em. Đấy, em chưa có nói xong hết câu đấy đi tắt máy luôn cho em, quá đáng luôn cho em. Đây bộ tháp bướm này. Tháp bướm nhá, chia sẻ lên trang. Quá ức chế luôn, 60 cân mặc ok luôn. Kia chia sẻ mạnh mẽ lên các hội nhóm cho em. Nhất là một lần là trang cá nhân, nhất là cái tỉnh Thanh Hóa này cho em. Các chị nào ở Thanh Hóa chia sẻ ngay cho con em vào cái tỉnh Thanh Hóa này cho em. Các chị chia sẻ trang cá nhân để em kiểm tra trang cá nhân các chị nhá. Các chị phải chia sẻ lên trang cá nhân cho em. Đây em bóc lốt một đơn hàng nữa cho em, bắt đầu em chốt hàng cho chị này. Lại 0965 tiếp. Mang máy Viettel luôn cho em, bóc luôn đơn hàng xem mày nó là những cái gì cho em. Quá đáng một cách kinh khủng luôn. Người ta mua hàng, người ta bán hàng online, người ta có được lời lãi là bao nhiêu đâu mà các bà cứ ở nhà, các bà rảnh, các bà không có chuyện gì các bà làm hay sao ấy. Các bà đi đặt hàng xong các bà đi bom hàng về, vô ý thức. Các chị hãy chia sẻ cho cá nhân nhá. Ức chế đấy. Để em kiểm tra để em gửi hàng cho các chị. Hàng bom này em sẽ là 9.000 nhưng mà đến lúc của em gửi em sẽ tặng luôn cho các chị nhá. Đấy, đây này. Ức chế kinh khủng. Sẽ tặng luôn cho các chị để các chị giảm được cái tiền phí ship xuống nó còn hơn 10.000 thôi nhá. Mạnh mẽ lên cho em. Không, em chỉ ghi là 9.000 thôi nhá, đến lúc gửi không thì em sẽ máy. Không đi thu tiền đâu nhá. Đây, không nghe máy đây. Lúc nào nhận được thì các chị chỉ cần phải thanh toán tầm 15.000 thôi ạ. Không nghe máy cho em các chị ạ. Đây, bộ con hàng. Các chị comment này con hàng trắng cho em nhé. Em không có hàng mà để bán không, em mang ra bán cho chị với giá 9.000 luôn. Ức chế kinh khủng luôn, chia sẻ livestream đủ một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các bạn. Bộ đang mặc hôm nay em bán với giá là 89.000 nhá. À đâu? Đây các chị ơi, đây. Đây các chị nhìn rõ cho em này. Bộ đang mặc hôm nay đây, các chị nhìn thấy cho em này. Đây bộ con hạc này, các tình yêu của em, bộ con hạc này luôn cho em với giá là 9.000 cho em, bắt đầu cho đơn hàng. Chị nào chia sẻ mạnh lên cho em, bắt đầu em cho đơn hàng các chị. Bắt đầu em cho đơn hàng cho mọi người luôn này. Ok tình yêu của em. Chị Anna chia sẻ livestream nữa cho em, vẫn không xóa ấy rồi. Chào chị Niếm Sinh cho em. Ok tình yêu. Chào tất cả những chị đang xem livestream của em, chia sẻ đủ lên cho em, bắt đầu em cho đạt. Ok bộ con hạc này cho em. Ok bộ con hạc giá 9.000. Phương Trần này. Ok chị Phương Trần cho em này. Phương Trần nhá. Ok chị Phương Trần cho em 0164 412, em ghim nhá, 0164 này, 412 này, 4312 cho em. Ok chị Phương Trần cho em bộ tháp bướm này. Comment này ngay cho em là tháp bướm mà kèm theo số điện thoại cho em. Tháp bướm mà kèm theo số điện thoại 9.000 một 9.000 cho em. Chỉ với giá là 9.000 và 9.000 thôi. Riêng tầm em ghim rồi mà không nhìn thấy à? Có nhìn thấy đâu. Đây các chị nhá, đây. Đấy, em chép số điện thoại ra tí nó gọi điện, tí đó chị đấy sẽ liên lạc lại. Đây 9k luôn, các tình yêu của em, 9.000 luôn. Xả gọi là không thương tiếc luôn cho ngày hôm nay. Được chưa các tình yêu của em? Inbox cho bên em. Chị Phương Trần inbox cho bên nhà em ạ. Đây, tại vì chắc là chơi bình luận nhiều quá bên nhà em không thể ghim lại, không thể ghim kịp cho chị được. Chị Phương Trần có livestream thì nhớ giùm em là vào livestream với giúp em nha các chị nhá. Vào inbox lại cho bên em lên. Đây các chị nhá, khổ quá bọn. Đây các chị ơi, không thể tưởng tượng được luôn các chị ạ. Cái bộ tháp bướm nhà em nó đẹp như này mà bà ấy lỡ lòng nào bà ấy bom hàng của nhà em về. Nhà em bán trên livestream đấy đâu được lời lãi của các chị được bao nhiêu đâu mà các chị mà những cái con người vô ý thức đấy đi mua hàng xong rồi đi bom hàng ngày đây các chị ơi. Đây các chị nghe rõ cho em, tháp bướm 9.000 cho em. Ok chị, tháp bướm 9.000 cho em này. Tháp bướm giá 9k áp dụng cho những chị chia sẻ livestream lên cho em. Bắt đầu em chốt hàng tháp bướm nhá. Chị nào đang ở livestream thì nhớ dùm em chia sẻ một lần lên trang cá nhân. Ok tình yêu đầu, tình yêu mua được tháp bướm giá 9.000 cho em. Ok chị Thủy Trần cho em này. Em ghim nhá, tình yêu của em nhìn thấy cái lượt ghim của em chưa? Chị Thủy Trần cho em ạ, 0165 này, 0165933 này, 6866 này. Chị Thủy Trần vào inbox cho bên nhà em đây, các tình yêu của em nhanh lên cho em. Xả hết luôn giá 9.000 luôn cho em. Đấy. Chị Thủy Trần vào inbox cho bên nhà em nhá. Chị Thủy Trần vào inbox giúp bên nhà em lên, chị Thủy Trần nhá. Sẽ qua bán hàng. Các tình yêu của em xin phép mọi người em gửi qua bán hàng một chút, tại vì bây giờ rất nhiều chị là đang muốn hỏi cái bộ như em đang mặc. Ngày hôm nay em sẽ xả toàn bộ cả bộ đùi lẫn bộ của em đang mặc, xả toàn bộ cho các chị luôn nhá. Với giá ngày hôm nay sale giá cực kỳ sốc cho các chị luôn. Một cái bộ 3D của em đang mặc từ 40 cân đến 60 cân cho em. Hôm nay em sẽ xả các chị luôn. Với giá là 119.000, đang điên máu mấy con bom hàng, xả toàn bộ luôn 119.000 luôn cho em. Điên máu mấy con bom hàng này, xả hết cho các chị 119.000.
119.000, chỉ 119.000. Hàng 3D, các tình yêu em, 3D inline mặc luôn cho em nhá. Comment lại ngay cho em các tình yêu em nhá. Comment lại ngay giúp em lên bộ mẫu mặc cho em các tình yêu em. Bộ mẫu mặc 119.000 một bộ cho em các chị nhá. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em. 119.000 một từ 40 cân đến 60 cân cho em, bất mù em bộ mẫu mặc đây. Từ 40 cân đến 60 cân cho em, nhanh lên thì còn hàng chậm tay em sẽ sale cho một tầm độ khoảng là 50 chị đầu tiên cho em các chị nhá. 50 chị đầu tiên cho em. 119.000 một bộ các tình yêu em. Đây. Bộ mẫu mặc cho em nào, mang lên cho em. Đây nhá, bộ mẫu mặc luôn cho em. Chỉ 50 người đầu tiên thôi các tình yêu của em. Hết 50 người sẽ quay trở về với cái giá bình thường luôn cho em nhá. Comment lại bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em. Chỉ có một màu này thôi, nhanh lên cho em. Ok chị, ok, ok chị Lê Bích Hạnh, đầu tiên đơn hàng, đầu tiên Lê Bích Hạnh cho em này. 40 cân đến 60 cân vừa. Xin đồng giá 30.000 cho em. Các chị mua được 5 bộ cũng là 30.000 cho em. Từ 40 cân đến 60 cân. Nhá các chị nhá. Nghe rõ cho em nhá. Vừa nhá chị nhá. Bao đẹp luôn cho các chị luôn, từ 40 cân. Ok chị Như Hoa cho em, nhanh lên thì còn hàng chậm tay sẽ là mặt đòi tôi một bộ mẫu mặc. Ok tình yêu 119.000 một bộ cho em. Quá đẹp luôn các tình yêu của em. Đây các chị nhìn thấy không? Bộ mẫu mặc cho em 119.000 một bộ nha các chị nhá. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em 119.000 một bộ. Chị nào nhanh tay thì sẽ mua được hàng, mà chậm tay thì sẽ là hết hàng cho em. Ok chưa các tình yêu của em? 50 chị đầu tiên luôn cho em được mua hàng với cái giá 119.000 này thôi. Đấy, 119.000 này nha các tình yêu của em nhá. 119.000 thôi ạ. 119.000 bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại. Ok chị Lê Hương một bộ mẫu đang mặc. Lê Hương một bộ mẫu đang mặc, nhanh lên cho em, số lượng có hạn nhá. Ok chị Trần Diệu Mẫn này một bộ mẫu đang mặc cho em. Đừng ấy bằng tay. Mặt đời tôi có một bộ mẫu mặc rồi này. Thu Còi một bộ mẫu mặc này. Ok chị Lý Đào một bộ mẫu mặc cho em này. Có nhìn thấy em không? Nhờ Quỳnh Anh Hoàng, nhìn thấy Quỳnh Anh Hoàng. Hoa Dương một bộ mẫu đang mặc 119.000 một bộ. Linh Hoàng một bộ mẫu đang mặc cho em. Suka Nguyễn một bộ mẫu đang mặc cho em các chị nhá. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại. Ok chị Lê Hương cho em. Ship đồng giá là 30.000 cho em các tình yêu của em. Đây các chị nhá, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Đấy, 119.000. Ok chị Thương Hải một bộ mẫu đang mặc. 50 tình yêu đầu tiên thôi, nhanh lên cho em, không để xấu. Các chị sẽ không mua được cái bộ mẫu đang mặc này đâu. Quá đẹp luôn các chị luôn. Đấy các chị nhá. Đấy các chị nhá, em từ 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Co giãn gọi là thoải mái 4 chiều luôn các chị yêu của em. Đời. Ok chị Tuyết Mai Đặng này, Tuyết Mai Đặng một bộ mẫu mặc này. Thúy Trang một bộ mẫu mặc cho em này. Ok tình yêu nhá. Shop lại lừa em rồi. Em lừa cái gì ở chị sẽ khác thôi. Em lừa cái gì ạ? Em chẳng lừa chị một cái gì cả chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân. Thảo Thu một bộ mẫu đang mặc chia sẻ rồi đó nha. 60 cân mặc ok luôn. Chất co giãn 4 triệu thoải mái. Yến Nhi nhá. Yến Nhi cho em các tình yêu của em. Yến Nhi cho em nhá. Cứ từ 40 cân đến 60 cân lên cho em ạ. Đấy, từ 40 cân đến 60 cân. Ok Yến Nhi này, chị Cảnh Quỳnh Phong này. Ok chị Cảnh Quỳnh Phong bộ mẫu mặc. Các chị yên tâm đi. Các chị yên tâm là một điều nhá. Ok chị Dương Hà cho em này. Ok chị Tigon New cho em này, lấy cho chị một bộ. Ok chị Loan Ngọc cho em. Các chị cứ để lại số điện thoại cho em thôi. Còn lại cái vấn đề cân nặng sẽ có người tư vấn về cho các chị. Size SML cho em các chị nhỏ. Size SML cho em, anh mang lốt lên cho em. Xả lốt cho 50 chị đầu tiên thôi. Size là SML, em cứ quăng ra như thế cho nó hào hứng thôi. Còn thật sự ra mà nói là size của nó là SML cho em. Sẽ có người tư vấn cho các chị. Nhân viên bên nhà em sẽ là người trực tiếp tư vấn cho các chị về chiều cao cân nặng nhá. SML cho em. Ok chị Thủy Tiên Lê một bộ mẫu đang mặc này. Ok tình yêu. 119.000 một bộ cho em các chị nhá. Ok chị bò cặp luôn này. Nhanh lên cho em, chị Loan Ngọc có đơn rồi này. Ok chị Loan Ngọc cho em này, chị bò cặp luôn cho em này. Nhớ dùng em SM và L cho em. 119.000. Cực kỳ là chất nha các chị nhá. Các chị nhá. 119.000 nhanh tay lên cho em. Thu Hương một bộ đang mặc này, chị anh ơi hết. Anh ơi hết pin rồi. Các chị nhá. Đấy các chị nhá. Người ta còn săn bom đến tận một tuần cơ em ạ. À, em mới săn của đầu tiên thôi, làm sao mà đã cùng với lại những cái chị săn bom một tuần được. 119.000 SML cho em. Ok chị Oanh Hà này. 50 chị đầu tiên luôn cho em các tình yêu. 119.000 thôi, chỉ 119.000 thôi cho em nhá. Đấy, đây các tình yêu của em, 40 cân đến 60 cân em bao với các chị. Size của nó là SML, cứ SML lên mà lên cho em nhá. Pha Nguyễn này, ok chị Pha Nguyễn cho em này. Pha Nguyễn một bộ mẫu đang mặc các chị nhá. Đây. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện hỏi size các chị luôn nhá. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện hỏi size cho các chị luôn này. 40 cân đến 60 cân cho em. 60 cân cao 1m50 chị mặc sang size L cho em nhá chị nhá. Mặc sang size L lên giúp em. Chất co giãn 4 chiều, hàng Quảng Châu luôn các tình yêu của em. Đấy, nhớ giùm em comment lại cho em bộ mẫu mặc. Hiện tại chỉ còn 2 chồng nữa này em bán cho các chị thôi nhá các chị nhá. Nhanh lên thì còn hàng, mà chậm tay sẽ không được hàng cái bộ mẫu mặc đấy đâu các tình yêu của em. Đấy, đây các chị nhìn cho em. Đấy, các chị nhìn rồi. Sao bữa hôm em mua hàng mà sao không thấy chị chốt hàng, bây giờ chị để lại cho em đi ạ. Đây các chị nhá. Không mua được chán quá, từ hôm qua đến giờ mà không mua được cái bộ giá 9.000. 9.000 cho em là hàng bon chỉ rơi vào khoảng tầm độ 3-4 chị thôi, mà tẹo là em cũng xả lốt cho các chị yên tâm đi. Cứ theo dõi livestream của em vào cuối giờ đi các chị nhá. Nhanh lên cho em bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại nha các chị nhá. Ok chị Hồ Điếm này, một bộ mẫu đang mặc cho em này.
các chị đặt hàng phải có mã và kèm theo số điện thoại cho em, không có mã không có số điện thoại là bên nhà em bị sót đơn các chị đấy nhá. Chỉ còn tầm độ khoảng 10 chị thôi. Ok chị tâm ca một bộ mẫu đang mặc cho em này, 119k cho em. Comment lại cho em bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại lên cho em. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại nhá, size của nó SML cho em. Quá đẹp luôn cho các chị luôn. Đấy, đây các chị nhá. 3D sắc led in hai mặt đằng trước đằng sau như một luôn nhá. Đấy, sao em có bán không? Chị Hồ Điếm ơi, chị bổ sung cho em xin là bộ mẫu mặc lên cho em ạ. Các chị đặt hàng phải bổ sung cho em xin là bộ mẫu mặc cho em nhá, từ 40 cân đến 60 cân cho em, 119.000 một bộ thôi. Quá đẹp luôn. Comment đi. Ok chị Phương Huỳnh cho em này một bộ mẫu đang mặc, nhân viên bên nhà em sẽ là người gọi điện trực tiếp cho các chị nhá. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em, 119.000 một bộ. Các tình yêu của em nghe rõ cho em nhá. Ok chị Như Hoa này, một bộ mẫu đang mặc sắp hết rồi các tình yêu của em ơi. Đấy các chị nhá. Đấy các chị nghe rõ cho em này. Cái bạn gì đây sẽ không khác này, bạn không hiểu cái gì à? Chẳng nhẽ chặn ngay Facebook của bạn luôn. Đây các chị ơi, bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em đã nói là hàng bom rồi, chỉ rơi vào khoảng một số người thôi. Mà sao bây giờ cứ đòi em hàng bom là thế nào ạ? Hàng bom cũng chỉ rơi vào khoảng tầm độ 1-2 chị mua đồ hàng bom thôi. Bây giờ lại cứ ai cứ này cứ đi vào đòi livestream của em, cứ đòi là lặc lên thế nào chị? Đây ạ. Không, thế cứ cưới cái Vina bỏ lại được bé ạ. Các chị nhá, ok chị Nguyễn Oanh một bộ mẫu đang mặc cho em, em vào là 119.000 một bộ cho em. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại cho em, đặt hàng phải có mã và số điện thoại cho em, từ 40 cân đến 60 cân. S M và L cứ S M và L mà tương cho em. Các chị nhá. Đấy. Đẹp quá đẹp luôn các chị luôn, một bộ có 119.000 một bộ thôi các chị nhá. Bộ cực kỳ đẹp, các chị không mặc những cái bộ như này thì mặc cái bộ như nào? Đây, các chị đặt hàng phải có là các chị đặt hàng phải có là bộ mẫu mặc và kèm số điện thoại thì em mới soạn hàng các chị được. Đặt hàng không có bộ mẫu mặc không kèm theo số điện thoại bên nhà em sẽ không soạn hàng các chị được đâu nhá. Tại vì là cái bộ này em đang sale cho tất cả tổng cộng là khoảng chỉ có 50 chị mua được hàng với giá này thôi nhá các chị nhá. Đấy, 40 cân chị mặc sang size S cho em. Ok chị Hoạnh Huynh cho em này. Hoạnh Huynh này một bộ mẫu đang mặc 119.000 một bộ. Bộ mẫu mặc quá rẻ các chị nhá. Ở ngoài thị trường bán 169.000 các chị nhá. Nhà đấy, em chỉ bán với giá 119. Ngày mai là chủ nhật, bên nhà em sẽ không gửi hàng ngày mai được, đến thứ hai bên nhà em sẽ gửi hàng chị nhá. Okay. Bộ mẫu mặc cho em này. Ok chị Hương Đỗ này. Ok chị Hương Đỗ lấy một bộ mẫu đang mặc nhé. Ok chị Hương Đỗ cho em, các chị đặt hàng cứ comment lại bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em, chỉ còn tuần này thôi. Còn tuần này để em bán sale lốt cho các chị nhá, không có màu khác đâu nha các chị nhá. Chỉ còn tuần này thôi để em sale lốt cho các chị thôi. Nên các chị phải đặt hàng comment lại nhanh lên ạ. Càng nhanh càng tốt cho em, tại vì cái giá ngày hôm nay cho các chị rất rẻ luôn. Mặt đời chơi này, ok tình yêu cho em ạ. Mặt đời chơi như có đơn rồi đúng không? Mặt đời chơi như có đơn rồi. Ok chị Thúy Trần cho em này, 47 cân này. Chị Hồ Điếm cho em này. Ok tình yêu của em này. Huynh Ngọc cho em này. Sắp hết hàng rồi các tình yêu chị của em. Chị nào có đơn rồi không cần đặt lại đâu nhở. Chị nào có đơn rồi không cần đặt lại cho em ạ. 60 cân mặc ok luôn các tình yêu của em. Có hàng bom không cho chị lấy một bộ luôn. Úi dồi em đã nói hàng bom của nhà em mà. Rơi vào chị nào thì được chị đấy thôi. Ok chị Nguyễn Yến cho em ạ. Các chị cứ đòi em làm gì ạ. Chị Thủy Trần có đơn rồi. Chị Phương Huỳnh bổ sung cho em xin số điện thoại nhá. Chị nào có đơn rồi. Chưa có đơn bổ sung số điện thoại. Chỉ còn mấy bộ nữa thôi. Nhanh em bỏ qua mẫu cho các chị nhá. Bộ cực chất các chị. Quá đẹp luôn các chị luôn. Có 119.000 một bộ thôi các chị yêu của em. 119.000 một bộ. Nó là quá rẻ cho một đơn hàng các chị không ạ. Cực kỳ là rẻ cho một đơn hàng các chị luôn. Một cái bộ 3D dài như thế này. Một bộ hình 3D dài như này các chị nhá. Ok chị Hằng Còi cho em này, 51 cân một bộ mẫu đang mặc. Ok tình yêu Hằng Còi cho em, 40 cân đến 60 cân. Hồ Điếm ok rồi, Hồ Điếm ơi em inbox địa chỉ cho chị rồi nhé. Ok cảm ơn em. Ok chị 51 cân chị Lắng Vàng. Ok chị Lắng Vàng có đơn rồi cho em. Đây các chị đặt hàng comment lại nhanh bộ mẫu mặc hình 3D in sắc nét luôn, co giãn 4 chiều nhé. Em không phải nói sai chứ, ở ngoài thị trường nó bán 169.000 luôn các chị nhá. Các chị đi đâu mua hàng toàn bán các chị 169.000. Độc nhà em bán chạy quảng cáo trên Facebook gọi là chạy quảng cáo cho các chị toàn bán 119. Ok chị Phương Huỳnh này, một bộ mẫu đang mặc cho em này, nhanh lên số lượng em qua mẫu cho em nhá. Bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em được chưa các tình yêu của em? 119.000 một bộ rồi các chị nhá. Bắt đầu qua mẫu tiếp theo, bộ 3D tiếp theo nha các chị nhá. Bộ 3D tiếp theo cho em, bộ mẫu mặc các tình yêu nhanh tay của nàng. Xe lốt cho hai chị cuối cùng. Đây được chưa? Cái bộ này của nhà em bon chen nhau gần chết không có hàng luôn. Xỉ nhà em ôm gần như là hết những cái mẫu này luôn nha các chị nhá. Đấy, đây. Rất rẻ luôn cho các chị luôn. Được chưa các chị yêu của em? 119.000 bộ mẫu mặc cho em nha các chị nhá. Chị nào đặt hàng comment lại giúp em là bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em. Bắt đầu qua mã tiếp theo cho em. Bắt đầu em qua mã tiếp theo bộ hình lốp nha. Qua mã tiếp theo cho em các tình yêu của em, 119.000 một bộ cho em. Bộ
hình lớp màu đen cực kỳ đẹp nhá. Ok chị Nguyễn Oanh một bộ mẫu đang mặc. Mua hai bộ về mà mặc thay đổi. Mua hai bộ về mặc mà thay đổi nhau. Ok chị Hồ Điếm rồi chị ơi, có rồi ạ. Chị ơi Hồ Điếm chị có đơn rồi. Bộ hình lớp cho em B26 các chị nhá. Bộ hình lớp B26 cho em bộ cực bộ kỳ là đẹp cực luôn. Kỳ là chất đấy, B26 các chị nhá. Ok chị Phương Huỳnh có đơn rồi ạ. B26 cho em chị Liễu Trần này. Chị Dòng Vàng này. Ok tình yêu mang bộ mẫu màu lên cho em. Đây các tình yêu em. Đây B26 cho em lắng vàng, chốt cho lắng vàng rồi, lắng vàng ơi. Mặc lên nó phải chất như thế này thì mới được. Đây, ok chị Dòng Vàng cho em này. Anh vứt một tập đây cho em. Ok chị Dòng Vàng cho em B26 cho em các chị ơi. Chất cực kỳ đẹp luôn các chị luôn. Hàng nhà em thì bao chất bao giá toàn thị trường các chị rồi. Liễu Trần này, Dòng Vàng này. Ok chị Liễu Trần, ok chị Dòng Vàng cho em. Ok tình yêu chốt cho em rồi nhá. Liễu Trần Dòng Vàng cho em này. Chất của nó B26. Không ai chơi được đâu các chị nhá. B26 cho em nhé các chị nhá. B26 cho em. Ok chị Nguyễn Minh Hằng ạ, một bộ mẫu đang mặc này, anh bỏ cái này vào em ấy. Ok chị Nguyễn Hằng một bộ mẫu đang mặc cho em. Ok chị Nguyễn Minh Hằng một bộ mẫu đang mặc nhé các chị nhá. B26 và kèm theo số điện thoại các chị ơi. Chị Láng Vàng có okay, đơn rồi nhá. Chị Láng Vàng có đơn. B26 cho em này. Trời ơi B26 này chỉ chốt cho vòng tầm độ khoảng 10 chị thôi nhá. Xe lốt cho 10 chị B26 này, bộ màu đen này quá chất luôn các chị luôn. Quần của nó là như này cho em. Đấy các chị nhá, quần của nó sẽ là như này các chị nhá. Quần của nó đây cho em. B26 cho em, bộ trái tim hình lớp. Mã của nó là B26. B26 tiết mai đặng này, một bộ mã B26 này. B26 nhà em không có nhiều, chỉ chốt cho 10 chị thôi nhá. B26 một bộ là 119.000 một bộ nhá bạn yêu nhá. B26 và kèm theo số điện thoại các chị yêu của em ơi. Đấy các chị nhìn đúng không ạ? B26 và kèm theo bộ số điện thoại. Bộ này em không còn nhiều đâu các chị. Bộ này không còn nhiều đâu các tình yêu của em. Đây các chị nhìn đúng không ạ? Đẹp dã man luôn, hình kit luôn cho các chị luôn nhá. Nhớ giúp em đặt hàng và comment lại cho em là mã và kèm theo số điện thoại cho em. Giá ngày hôm nay cho các chị chỉ là B26 thôi nhá. B26 và kèm theo số điện thoại 119.000 một bộ cho em các chị nhá. 119.000 bộ này, B26 này không có nhiều đâu, chỉ còn cực này cho các chị được lựa chọn thôi các chị yêu của em nhá. Em sẽ sale cho tầm độ khoảng 10 chị thôi cho em. Bao nhiêu tiền một bộ vậy? 119.000 một bộ nhá. Đấy, vải co giãn quá nhiều luôn, không cần phải co giãn đâu. Quách Tường Vân hôm nay có đơn rồi nhỉ? Quách Tường Vân đơn của em lại đi rồi em yêu ơi, đơn của em lại đi rồi nào. Nhanh lên comment lại cho em là B26 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị nào thích bộ đang mặc thì comment lại là bộ đang mặc. Ship đồng giá là 30.000 cho em. B26 và kèm theo số điện thoại. Nhanh lên cho em. B26 này cực kỳ đẹp luôn các chị luôn nhá. Em size từ 40 cân đến 60 cân nhá. Đấy, B26 cho em ạ. B26 của nó đây ạ. Đây ạ. Bao nhiêu cơ ạ? 119.000 quá rẻ cho một đơn hàng bộ dài cho các chị luôn. Đấy. Bộ canh mặc là 89.000 một bộ nhá chị nhá. Bộ canh mặc là bộ đùi ạ. Bộ đùi là 89.000 một bộ nhá các chị nhá. Cả hai mặt luôn nhá các chị nhá. Chứ không phải là một mặt luôn nhá các chị nhá. B26 và kèm theo số điện thoại nhá. Bắt đầu em đổi mẫu ra nhá. Mặt em trước sẽ đổi mẫu ra cho các chị luôn này. 60 cân mặc đùi được không em? 60 cân mặc đùi thoải mái luôn chị gái của em nhá. 60 cân mặc đùi thoải mái luôn. Đấy chị nào lấy bộ canh mặc 89.000 comment lại cho em. Quách Tường Vân ơi, đơn của em thì hôm qua lại đi rồi. B26 cho em, không có quần lửng nhá các chị nhá. B26 và kèm theo số điện thoại. Quách Tường Vân một mã B26 cho em này. Rẻ và đẹp luôn cho các chị luôn. B26 đẹp lắm các chị, đừng nên bỏ qua cái mã B26 này. Tại B26 nó gọi long lanh cho các chị luôn. Đấy. Ok chị Ngọc Giang này, một bộ mẫu em đang mặc. Ok chị Ngọc Giang cho em một bộ em đang mặc. Ngọc Giang một bộ em đang mặc. Nguyễn Khang một bộ em đang mặc. Đấy ok. B63 nhá. B63 mẫu mới về hình chữ này, chỉ sale chốt cho vài chị đôi nhá. B63 cho em 119.000 bộ. 49 cân chị chỉ mặc sang size M cho em thôi chị ơi. Chị mặc sang size M cho em nhá. Tại vì size L của nó tầm độ khoảng những chị trên 55 cân. Đấy, còn chị cứ mặc sang size M cho nó rộng rãi ra một chút cũng được. Mà cái bộ này chị yên tâm đi, mặc bao đẹp luôn. 49 cân mặc bao đẹp luôn cho em. 42 cân mặc size S cho em nha các chị nhá. Cái mã này nhanh tay thì còn hàng này. B63 này. 65 cân không vừa đâu chị ơi. Mi Diễm chị đặt mã gì đây ạ? V Cherry một bộ mẫu đang mặc này, lâu lắm rồi mới thấy. Mã 63 này hình mẫu đang mặc lên cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. Mi Diễm này mã gì đấy chị ơi? B6 à? Nhà mình có B6 không? B6 là mã gì? Lên đâu? Nhà có lên đâu? Mới lên được 2. Chị nhầm ạ? Chị Mi Diễm ấy chị có nhầm không ạ? B65. B63. Đâu không ạ? B26. B63 cho em này. B63 các tình yêu của em. B63 bộ này không lấy nhanh ghế hàng nhá. B63 không lấy nhanh ghế hàng cho em ạ. B63 và kèm theo số điện thoại. Ai nhanh tay người đấy sẽ được hàng, ai chậm tay sẽ hết. Quách Tường Vân B63 xem còn mang đây cho em. B63 cho em. B63 đây này anh. B63 cho em. B63. B63 cho em các tình yêu của em. 10 bộ được giá sỉ nha chị nhá. 10 bộ bắt buộc phải chuyển khoản cho bên nhà em mới cho đi hàng. Không chuyển khoản không cọc không cho đi hàng.
B63, mẫu này là mẫu B63 cho em các chị nhá. B63 và kèm theo số điện thoại này. Ok, Liễu Trần một bộ mã B63. Em chỉ bán cho tầm độ khoảng vài chị thôi nhá. Nhà em có rất nhiều hàng nhưng mà em chỉ bán cho tầm độ 10 chị một thôi ạ. Liễu Trần một bộ này. Chị Vicherry một bộ này. Vicherry một bộ B63 này. Chị Hạnh Trang bổ sung số điện thoại. Quách Tường Vân một bộ B63 này. B63 nhanh tay thì còn hàng, chậm tay sẽ lấy hết nhưng em chỉ chốt cho vài chị thôi ạ. B63 này em chỉ chốt cho được vài chị thôi. Tại vì cái mẫu này nhà em là hàng hiếm luôn các chị nhá. Cứ SML lên cho em, sẽ có nhân viên gọi điện cho các chị tư vấn. Liễu Trần chưa có số điện thoại nhá. Liễu Trần ơi, bổ sung số điện thoại nào. Liễu Trần ơi, từ nãy giờ chị quên mất trước, không bảo em có số điện thoại. Tại vì chị chỉ là người đứng live thôi, chứ chị không soạn đơn hàng, chị không gọi điện nhá. Thế nên là chị biết là em mua hàng của chị rất nhiều rồi, nhưng mà nhân viên bên nhà chị nó sẽ gọi điện theo cái live stream này, em hiểu không? B63 cho em bộ hình chữ này. Quá lòng này luôn các chị luôn đấy, các chị thấy không ạ? Bộ hình chữ B63 cho em 119.000. Không còn nhiều đâu mọi người nhá. Trời ơi, cái quần toàn bộ đều là bo gấu hết cho các chị nhá. Riêng cái công bo gấu nó mất là bao nhiêu tiền cho các chị rồi đấy. Mà hôm nay em bán các chị với cái giá 119.000. Ngọc Bích một bộ B63 này. Các chị hiểu một điều không? Bọn nó chạy quảng cáo nó bán các chị là 169.000 mà các chị vẫn mua rất chi là nhiều luôn. Tại vì chạy quảng cáo nó kiểu như mất tiền. Bên nhà em live stream không mất tiền, các tình yêu hiểu không ạ? Thế nên là bán rất chi là rẻ cho các chị luôn rồi. Trương Hoàng một bộ B63 cho em này. Các chị đặt hàng nhanh tay thì còn hàng, mà chậm tay sẽ không còn hàng đâu các tình yêu của em. Có giá là bao nhiêu thôi, có 119.000 mà tội gì mà mình không mua. Hàng đẹp như này. Chị ơi em 43 cân nhé. Ok em mặc size S cho chị nha, em yêu nhá. B63 cho em ạ. Đấy, B63 cho em. Thì Hạnh Trang này một bộ B63 và một bộ như em đang mặc đúng không chị Hạnh Trang? Rồi ok tình yêu của em, B63 cho em và kèm theo số điện thoại nhá. Cứ B63 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, B63 cho em ạ. Cứ SML lên cho em cứ quăng hàng ra như thế thôi. Chứ còn thật sự ra mà nói là bên em lo hàng có sai, nhưng mà cứ quăng hàng ra cho nó hiệu quả. Mi Diễm này một bộ B63 này, ok tình yêu này. Đấy, bán nó cho một chị nữa rồi thôi, em sẽ dừng cái mẫu này, em không bán, em qua mẫu khác nhau. Chị đã đặt B63 comment lại cho em B63 chất tun co giãn 4 chiều cho chị luôn nhá chị nhá. Co giãn 4 chiều các chị nhìn không ạ? Co giãn 4 chiều luôn cho em. Đấy. Đây co giãn 4 chiều luôn cho em nhá. Em còn đang nuôi con nhỏ luôn nhá các chị nhá. 119.000 một bộ thôi chị ơi, quá rẻ luôn cho một đơn hàng. Bắt đầu qua mẫu đi anh ơi. B63 cho em ạ. 65 cân không vừa đâu chị ơi. Nguyễn Vân ơi, em phải chuyển khoản cho chị nhá. Tại vì là em lấy sỉ em phải chuyển khoản hoặc là cọc cho chị mới soạn hàng. Còn không chuyển khoản không cọc chị không soạn hàng đâu. Trên livestream nhà chị không soạn hàng, tất cả khách sỉ đều phải cọc xong nhà chị mới soạn hàng. Chứ còn đặt trên livestream là toàn mất hút thôi. Nên là bên nhà chị sẽ không soạn nhá. Ok Thư Còi, cảm ơn Thư Còi cho em ạ. Toàn gần như là những chị mua sỉ thì chắc chắn là một điều phải cọc thì người ta mới cho đi hàng rồi. Chứ mua sỉ không ai người ta đi. Ui, trời ơi, bộ lớp cho em, bộ màu trắng cho em cũng chỉ có tầm độ khoảng là mấy chị mua được hàng bộ lớp này thôi các chị nhá. Bộ lớp này nhà em không còn nữa đâu. Bộ lớp B60 các tình yêu của em. Bộ lớp B60 cho em ạ. Bộ lớp B60 và kèm theo số điện thoại cho em. Lớp trắng nha, lớp trắng B60 nha. Bộ đấy nhiều hết rồi đấy. Thôi. Đâu, mai xem cho nào. Có mà. Có mà. Mình xin mãi đi xem nào. Đấy. Còn 10 bộ duy nhất. B60 cho em ạ. B60 nha các chị nhá. B60 cho em bộ màu trắng này. Bao nhiêu tiền một bộ? 119.000 một bộ thôi chị ơi. Đây, bộ như em đang mặc đây nhưng mà nó. Chị Nhi chúc vui đặt thì cứ comment lại đúng mã và số điện thoại cho em nhá. Chị ơi, đẹp không? Giá mà. Này mà không mua được. Trời ơi, cái bộ này các chị không mua được, các chị mua cái bộ nào ạ? B60 chị bộ màu trắng duy nhất. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn. B60 và kèm theo số điện thoại cho em. Quách Tường Vân. Áo trắng quần nó là màu đen nhá các chị. Áo trắng quần đen cho em. Là đọc cái bộ này có màu trắng, nó chẳng có bộ nào có màu trắng. À có một bộ nữa có màu trắng nữa thôi. Đây. Trời ơi, cái bộ này còn là quá đẹp luôn. B60 Vicherry gói rồi này. Lê Hương ơi, bổ sung số điện thoại cho em. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại nhá. Bà nào có thích màu trắng không đặt thì là không còn mã này nữa đâu. Không còn màu trắng nào để đặt nữa. Đây, mà cái màu này còn vàng chóe chóe nó càng đẹp luôn. Đấy. Ôi, cái bộ hình lớp này đẹp thật đấy các chị ạ. Đấy, các chị thấy bộ hình lớp nhà em bán rất chị đắt hàng luôn. Ở ngoài nó còn đẹp hơn, em thấy nó ngoài đẹp hơn trên livestream nhiều. Em có thật với các chị luôn. Ở ngoài đẹp hơn trên livestream nhiều luôn cho em. Đấy, đẹp. Bộ hình lớp luôn cho em nhá. 119.000 một bộ B60 và kèm theo số điện thoại cho em. Nhá chị nhá. Có hình mèo chị nhá. Hình mèo có mèo nhà em cái gì cũng có nhưng mà nhà em tẹo nó mới lên hàng với chị nhá. Đây B60 cho em ạ. Chị nào đặt B60 thì comment nhà em mã nào cũng có nhưng mà có lên được hay không thôi. Ok chị Phạm Kim Tuyên này, ok tình yêu 48 cân cho em. Ok 1m52 mặc size M cho em nhá. Đấy, em cao có 1m56 hay 57 gì thôi các chị ơi. Em cao 1m56 hay 57 gì đấy. Mi Diễm này thêm một bộ B60 cho em này. 40 cân đến 60 cân. Khổ 40 cân đến 60 cân. Có sai cho các chị lựa chọn luôn. B60 và kèm theo số điện thoại.
Các chị mặc xem. Những bộ này và đảm bảo là chồng các chị cực là khen luôn. B60 như cái tình yêu của em, B60 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 119.000 một bộ nhanh để em còn qua bộ đùi nha các chị yêu của em nhá. B60 cho em. Đấy, 40 cân đến 60 cân cho em. Ai đặt B60 thì đặt nhanh lên nha các tình yêu của em, đẹp không các tình yêu của em. Đấy, bộ hình lớp rất chìa đẹp luôn cho các chị luôn. B60 nhá. Không có XL đâu chị ơi, chỉ có size L, nhưng mà 60 cân mặc ok luôn cho em. Chị 60 cân chị mặc thoải mái luôn cho em được chưa? Đấy, B60. Chị Lê Hương ơi, bổ sung số điện thoại nào, không có số điện. Trang Võ này, B26 này. B26 là mã nào nhỉ? Đây. Bộ hình lớp đen này. Ok, Trang Võ B26 cho em này. B60 cho em nào. B60 này cực kìa đẹp. Ngọc Bích một bộ B60. Ô, B60 này đẹp, đừng có bỏ qua mã B60 này. Đẹp long lanh cho các bạn luôn. Đấy. B60 cho em nhá. Được chưa? Chồng chị xéo quá. Em cao 1m56 hay 57 thì được thôi các chị nhá. Đấy, đây ạ, B60 cho em, 62 cân chị cao, có chiều cao cho em trên 1m6 chị mà ok. Quách Tường Vân em có đơn mã B60 rồi em yêu ơi. Đấy, B60 cho em, cảm ơn Tường Vân nhá. Không có miễn ship thì em bán giá này rồi nhé, em làm sao mà miễn ship được ạ. Bên ngoài nó bán 169.000 đấy bây giờ. Các chị mua 169.000 đi em miễn ship cho các chị ạ. Bây giờ các chị trả giá của em đây là 169.000, em sẵn sàng miễn ship cho các chị luôn. Em bán có 119.000 này thì thôi em bán nhà đi, em không miễn ship cho các chị được nhá. Nên đừng ai mà cả tiền phí ship của bên nhà em. Ship đồng giá là 30.000 cho em nha các chị nhá. B60, Hương Nguyễn một mã B60 này. Chị Hương Nguyễn bổ sung cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Hoặc là nghe máy giúp em nhá. Tại vì là nhiều chị không ngày mai đi làm không nghe máy được, cho em xin địa chỉ luôn đi các chị nhá. Đấy đây ạ. Còn 4 bộ duy nhất thôi các chị nhá. B60 và kèm theo số điện thoại đổi mã đi nhá. Bây giờ em sẽ qua đến mã khác cho các chị đây. Trang Võ B26 rồi này. Trang Võ B12, B12 là mã nào? Hoa ly này. Bo mà, toàn bộ đều là bo đây em yêu. Đây. Toàn bộ đều là bo này, đấy. Bo gấu 100%. Chị nào thích gu xì thì đây nhá. Đây chị nào B1 này. Trời ơi. B1 các tình yêu của em ơi, gu xì này, đẹp lắm. Sơ mi đâu. Bộ em đang mặc 60 cân, có mặc vừa không, em mặc vừa mà chị, em đã bảo mặc vừa yên tâm đi, các chị là các chị sẽ mặc vừa nhá. Mã chưa lên đấy, được hết. Đây đâu qua sơ mi hả chị? Mã này là mã B1 cho em các chị ơi, B1 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. B1 và kèm theo số điện thoại lên giúp em ạ. Đấy, V Cherry hình như lấy xỉ à em yêu? Hình như em lấy xỉ đúng không? Có phải em lấy xỉ không? Hình như em lấy hàng xỉ với nhà chị rồi đúng không? Lâu lắm rồi. Em vào link Thạnh Nguyễn cho chị nhá, cái link chia sẻ. Chị hết rồi Hương đúng không ạ? B26 cho em ạ. À, B1 cho em. Em 53 cân chị yên tâm đi. Hàng em đang mặc size M đấy. Anh ơi, anh lấy mã này cho em. B1 cho em hàng này nhà em, ngoài chúng nó là bán đến 169.000 rồi. Bán cho các chị có 119.000 thôi. Rẻ lỗi mà kinh khủng luôn đấy. Có 6 bộ duy nhất cho các chị nhá. Không có nhiều đâu. Các chị cứ chốt B1 nữa, cho chẳng em có mà bán đâu. B1 cho em nhá các chị nhá. B1 cho em á. B1 ạ. B1 cho em ạ các chị nhá. B1 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. B1 này cho chị một bộ em đang mặc. Không cần chia sẻ tầm này thôi. Chia sẻ lúc đầu. B1 này chị nào lấy B1 comment này, B1 cho em ạ. Đổi mẫu nhở, đổi mẫu đi. B1 này. B1 cho em, ai lấy mã này comment rơi hết lên cho em này, em cho các chị xem hết mã rồi thôi. B1 và kèm theo số điện thoại cho em. Tại vì bây giờ số lượt tương tác hơi ít rồi. Đấy. Trời ơi, em đã nói với chị rồi, em chỉ vứt ra thôi. Chứ còn bên nhà em hàng sai bây giờ làm sao mà em có thể lựa sai cho các chị trên livestream được ạ. Em đã nói ngay từ đầu là em chỉ vứt hàng ra cho các chị thôi, các chị nghe rõ cho em chưa? Để đừng định lượng cái mức hàng của bên nhà em nó còn bao nhiêu. Chứ còn nhà em có phải rằng là em nhựa sai cho các chị trên livestream này thì em ba đầu sáu tay em trả lựa sai cho các chị trên livestream này được. Lựa sai là cái bạn nhân viên gọi điện cho các chị, các bạn ấy mới lựa sai. Còn nếu mà chị cảm thấy chị không tin tưởng thôi, chị đừng đặt cho em nhé chị nhá. Trời ơi, cái chị này còn cẩn thận cái mức độ đấy nữa là cùng. Mã này là B23 cho em ạ. Ok, chị Ngọc Ngà một mã B1 cho em ạ. B23 cho em ạ. B23 cho em và kèm theo số điện thoại nhé các chị nhá. B23 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chị nào lấy mã này comment lại B23 cho em. Chị nghĩ là nhà em còn độc quyền này hàng nhà em hết đó. Nhà em hết thì nhà em đã chẳng đổ xỉ được. Khổ, đến là mệt. B23 và kèm theo số điện thoại cho em ạ.
người ta xỉ chẳng nhẽ có 1-2 bộ người ta cũng xỉ à chị? B25 cho em các chị nhá. B25 con chó to, B25 này cho em. Chó to mã B25 cho em ạ. Em đã nói ngay từ đầu là em chỉ vứt hàng ra thôi để em đựng lượng cái mức ngày hôm nay nhà em bao nhiêu à các chị ạ. Chứ có vẻ là em lựa sai các chị ngay trên livestream đâu. Em mà lựa sai các chị trên livestream em đã không 7 đầu, 3 đầu 7 tay mà em lựa sai các chị được trên livestream cả. Mã này là B2 cho em ạ. Thế nhân viên bên nhà em để làm cái gì? Để làm mốc hả chị? B2 cho em nhé các chị nhá. B2 là con mèo cho em ạ. Chị nào đặt mã B2 comment này là B2 cho em. B2 con mèo. Mèo B2 cho em nhá. Ai lấy mã B2 này comment đúng cho em là B2 cho em. Đấy. Ok chị Ngọc Nga mã B25 ạ. Ui mã siêu đẹp luôn. B45 siêu đẹp các tình yêu của em. Lên lấy mã này mà mặc nhanh không còn hàng. Không lấy hết hàng cho em. Chất tun lạnh hàng Quảng Châu co giãn 4 triệu luôn các chị nhá. B mã này là mã B45 cho em ạ. B45 này các tình yêu của em. B45 mà kèm theo số điện thoại nhá. B45 mà kèm theo số điện thoại cho em. B45 mà kèm theo số điện thoại các chị nhá. Ui B45 này quá long lanh luôn cho các chị luôn. Đấy B45 mà kèm theo số điện thoại. Em thích lên thì em bớt hàng, em không thích lên thì em cầm này em dơ cho các chị thôi. Đấy, còn cẩn thận đến cái mức độ kinh khủng luôn. B45 ạ. B45 cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy mã này comment này B45. Phương Huỳnh một mã B45 dồn này. B45 cho em nhanh tay thì còn hàng mà chậm tay sẽ không còn hàng mã B45 này đâu. B2 con mèo. Ok chị Hồng Lộc, chị Hồng Lộc bổ sung số điện thoại cho em nào. Các chị đặt hàng nhớ giúp em bổ sung lại cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. À số điện thoại lên cho em nhá. Chị Hồ Vân ơi bổ sung cho em xin số điện thoại nào. Tại vì các chị không có số điện thoại thì em không bán hàng được cho các chị đâu. Bán hàng là phải có số điện thoại các chị nhá. B45 cho em ạ. B45 mà kèm theo số điện thoại cho em. B45 mà kèm theo số điện thoại các chị nhỉ. B45 cho em. Hồ Vân một mã B45 này. Ok tình yêu của em. B45 mà kèm theo số điện thoại. Từ 40 cân đến 60 cân cho em. B45 này rất đẹp luôn. Phải nói một điều, B45 này nó là siêu phẩm luôn cho các chị luôn nhá. Đấy à, không xem lại đâu chị ơi. Bên nhà em qua mẫu rồi nhưng em không cho xem lại đâu chị nhá. B12 cho em ạ. Ok chị Trang có B45 cho em này, cộng bộ con mèo này. Ok tình yêu nhá. Chị có B45 không em? Chị có B45 rồi chị ơi. Đấy em đã nói rồi này, em vứt hàng ra để cho các chị biết được rằng là em chốt hàng các chị rồi. Chứ còn em rơi lên cho các chị như này, các chị cứ hỏi đi hỏi lại em là có chốt hàng các chị không ấy. Đấy mã này là mã B12 cho em. B12 Gucci nha các chị nhá. B12 Gucci cho em. Đấy B12 và kèm theo số điện thoại cho em. Chị nào đặt mã này comment lại đúng cú pháp là B12 và kèm theo số điện thoại nha chị nhá. B12 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, rất đẹp luôn các chị luôn, được chưa? B12 Gucci màu đen. Chị nào lấy B12 comment. Ok, V Cherry một bộ B12 này. Mãi. 119.000 một bộ chị ơi. Chưa rồi. Chưa. Đây là Gucci lớp mà. B16 Gucci lớp các chị nhá. B16. Đấy, B16 Gucci lớp cho em. Mã này là mã Gucci lớp B16 và kèm theo số điện thoại cho em. 119.000 một bộ nhá. Đẹp không? Em gửi đồ cho chị chưa? Em gửi đồ cho chị rồi chị Kim Kim ơi. Đấy B16 cho em này. Chị nào lấy mã này comment lại cho em là B16 nhá các chị nhá. B16 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy các chị yêu của em nhá. À, mọi người cứ nhiều tiền vậy mà họ ghi 119.000 kìa. Cái chắc là các chị này không nhìn thấy cái lượt kim của em chị ạ. Ok chị Diễm Quy cho em này B12 này. B16 này rất đẹp luôn các chị nhá. Trang Nguyễn này em lấy hai bộ B12 màu đen. Ok Trang Nguyễn cho em, em lấy bộ B12 cho chị. Ok tình yêu Trang Nguyễn cho em. Chị Ngọc Ngà B16 V Cherry một bộ B16 cho em. Của chị tổng là bao nhiêu em? Ôi chết rồi, bây giờ lại quên mất rồi chị ơi. Mai nhá chị nhá. Ok chị Hương Thái một bộ mã B16 này các chị nhá. B16 này rất đẹp luôn. B16 đảm bảo với các chị luôn là các chị sẽ thích mã B16 này. Đấy, đây các chị nhá. B16 quần của nó. Đây. Gucci nhá, Gucci lớp cho em. Nhà em có cả màu đen nữa cơ. Thế em sẽ lên cả màu đen các chị. Chị nào yêu thích màu đen thì em sẽ lên màu đen các chị nhá. B16 này. Ai lấy mã này comment lại cho em là B16 nhá. 119.000 một bộ luôn. Đẹp rẻ các chị nhá. Đẹp rẻ luôn các chị luôn. Đấy, B16 và kèm theo số điện thoại cho em. À, có bộ nào 65 cân vừa không em? Chị ơi 65 cân thì em lại không có bộ nào cho chị vừa được rồi. Nhưng em chỉ có 60 cân đổ xuống thôi nhé chị nhá. Còn trên thì nhà em lại không có bộ nào vừa cho chị cơ. Đấy. Ôi bộ màu đen này, chị nào lấy màu đen comment lại B15 nhá. B15 cho em. Đây B15 đen đây chị ơi. B15 cho em. Mai inbox cho chị nhé. Ok chị Kim Kim cho em ạ. Cảm ơn chị Kim Kim đã mua hàng bên nhà em rất là nhiều nhá. 119.000 một bộ nhá các chị nhá.
Đấy, B15 cho em từ 40 cân đến 60 cân cho em. B15 cho em ạ, 119.000 các chị nhá. B15 màu đen cho em. Trời ơi, cái bộ này là cái bộ mà em đang ảnh lên trên 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 face của em đấy. Cái bộ này là bộ em đang ảnh trên face của em. Đẹp kinh khủng luôn các chị ạ. Đẹp dã man luôn các chị luôn. Đấy. Đấy ạ. B15 là màu đen các chị nhá. B15 là màu đen cho em ạ. Đấy. B15. B15 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. B15 nhá. B15 cho em, chị nào lấy mã màu đen. Ok chị về cherry của mã B15 này. Anh ơi có lương cho em không? Mấy giờ rồi đấy? Mí còn lên bộ đùi nữa. Ok vụt mất B16. B15 này em yêu ơi, B15 rất đẹp luôn đấy. B15 là cái bộ màu đen chụp ảnh lên trên trên face đấy. Đấy, B15 cho em nhá. Đồ bên em giá rẻ đấy, thế mà các chị đấy cứ đòi miễn ship với chị ạ. Khi bán với cái giá này rồi mà cứ toàn đòi miễn ship của em luôn. Em cứ làm như là em nhặt được quần áo ở đâu về em bán gọi là giá kiểu như bán hàng thùng ý. Trời ơi em chết mất thôi ý. Còn đòi miễn ship ý. Lên mã luôn đi. Sao em nghỉ like luôn mà em nghỉ like nhá. B22 cho em này. B22 và B44. B44 là màu đen. Đấy, B22 là màu trắng ạ, B44 là màu đen, quần của nó đây các chị nhá. Quần. Anh ơi quần. Đây ạ, quần của hai mẫu lại đây cho em ạ. Đấy, quần của nó đây nhá các chị nhá. B22 ạ và B44 ạ, B22 và B44 nhá các chị nhá. B22 và B44 cho em 119.000 một bộ. Chị nào nhanh tay đặt hàng thì comment lại nhanh cho em nhá. Chặn tay là hết không còn mẫu này đâu. Đấy, B22 và B44 cho em. B22 và B44 cho em nhá. 119.000 một bộ. B22. Đấy, B44 nhá các chị nhá. 44 là màu đen cho em. Chị làm sao mà chị biết được em chị đã chốt hàng đâu, và giờ kết thúc livestream chị mới chốt hàng được cho em. B22 này. Tại hôm nay nhân viên nhà chị nó cũng nghỉ mà. Em nhận được hàng rồi nhé. Hồng Lê ơi, hàng cho chị xin cái feedback xem là hàng của chị có đẹp hay không. Đấy, mã B44 này. B44 cho em. Chị nào lấy B44 là ve sạc nhá. Em cũng chưa mặc được. Em cũng chưa được mặc nhưng nhìn cũng thích. Đang đợi hàng về mà lâu quá. Hương đỗ. B44 là màu đen các chị nhá. B44 là ve sạc màu đen này. Đấy, còn mã này cho em là B22 là màu trắng ạ. B22 màu trắng cho em nhá. Em nhận được hàng rồi chị ơi, đẹp lắm chị ơi. Rồi ok, cảm ơn em yêu. Ok chị Hương Thái B44 toàn đơn ạ. Chị Ngọc Nga cho chị lấy một bộ em đang mặc. Ok chị Ngọc Nga cho em ạ. Lên nốt mã rồi em nghỉ like các tình yêu của em nhá. Quần của nó đây này. Lên mã tiếp theo ạ. Bộ lúc hoa đồng hồ các tình yêu của em ơi, bộ lúc hoa cho em B43. B43 bộ lúc hoa các chị nhá. B43 bộ lúc hoa cho em ạ. Còn bộ nào xả nữa không nhỉ? Em hết bộ xả rồi chị ơi. B22 quần màu trắng hay quần màu đen? Quần màu đen chị nhá, toàn bộ cái mã đấy quần màu đen hết cho em. Nói chung là quần nhà em toàn bộ đều là màu đen, tại vì quần màu trắng thì mặc nó con gái mình nó không tiện. Đấy. B43 cho em ạ. B43 cho em các chị nhá. B43 cho em mà lại là quần dài, quần đùi có quần màu trắng thì mặc nó đẹp thôi. Đấy. B43, các chị nào lấy B43 comment lại cho em là B43 nhá. Đấy, đây cả quần cả áo của nó như này này. Đấy, B43 và kèm theo số điện thoại cho em. Tiếp theo cho em nào. B21 cho em ạ. B21 nhá. B21 là hình hổ ạ. B21 là hổ đen này. B42 là hổ trắng ạ các chị nhá. B42 là hổ trắng ạ. Đấy, đây. 42 hổ trắng này. Thấy trên này nhìn đẹp quá, chị cũng đang hóng đồ của đóng đồ. Thế trên này nhìn đẹp quá, chị cũng đang hóng đồ. Chị sao lâu quá vậy? Ừ, chị cũng biết rằng là bây giờ Viettel nó gửi hàng hơi chậm một chút nhá. Mọi người thông cảm, tại vì dạo này bây giờ nó đang trời mưa bão một chút ý. Như là đi hàng rất là chậm luôn ý. Đấy, B21 này và B42 nhá. B21 và B42 cho em. B21 là màu đen, B42 là màu trắng nhá. Em lên nốt mã xong em nghỉ like các chị nhá. Cái mẫu mới rồi. Hổ nhất các kiểu luôn. Quay hết rồi. Con hổ mới về mà. Nhiều mã quá. Mã này cho em là B41 là màu đỏ ạ. Còn có một bộ thôi các tình yêu của em. B41 cho em này. B41 cho em nha các chị nhá. B41 là đỏ này. Đấy.
B40 là hồng này, B40 là hồng cho em ạ. B40 là hồng nhé các chị nhá. B40 là hồng cho em. À, mẹ em 50 tuổi có mặc được không? Mặc được em yêu. Bi Oanh, chào Bi Oanh, nhận được hàng bên nhà chị chưa? Chị lấy 5 bộ có miễn ship không? À, chị ơi, ship nó chỉ có 30.000 thôi. Chị ơi, 5 bộ của chị tính ra có 30.000, mà tính ra là 30.000, 5 bộ có 6.000 một bộ thôi. Khiếp, có 6.000 một bộ thôi. Chị mua 5 bộ có 6.000 một bộ thôi, nó rẻ lắm rồi chị ạ. Mà nhà em bọn nó bán quảng cáo phê tận 119.000 luôn. À 169.000. Mà nhà em bán trên livestream cho các chị nhá. À, chưa nhận em thôi. À chị Vi Anh à. À mà nhà em bán các chị có 119.000 một bộ thôi. Nên là thật sự với các chị luôn, bên nhà em hỗ trợ tiền phí ship cho chị. Các chị rất chi nhiều rồi. Ok, Vi Cherry này, một mã B43 này. Chị Hồng Lộc một mã B41 này. Vi Anh thêm một mã B21 này. Ok chị yêu của em. Ôi các chị ơi. Đấy, Fendi B64 các chị nhá. B64 cho em. Màu hồng 61 cân mặc ok chị yêu ạ. B64 cho em. Em lấy bộ B41 53 cân có vừa không, để em lấy cũng rồi 53 cân thì báo đẹp cho em rồi Trang Nguyễn ạ. Đấy, mã này là B64 cho em nhá. B64 và kèm theo số điện thoại. Em B41 với B43 ok em yêu. Fendi B64 ạ. Fendi mã B64 cho em nhé các chị nhá. Em nói rồi, nhà em lên livestream nữa chị, các chị yên tâm đi. Hàng lên livestream như nào thì bán hàng các chị như thế thôi, không có cái chuyện là bên nhà em cứ lên livestream một kiểu bán một kiểu thôi nhá. Vậy cho chị lấy 5 bộ nhé. Ok chị Ngọc Nga cho em ạ. Chị cứ chọn hàng đi, ngày mai sẽ có người gọi điện cho chị nhá chị yêu nhá. Đấy, chị tính ra có 30.000, 5 bộ mà có 30.000, tính ra 30 chia cho 6 có 5.000 một 30 chia cho 5 có 6.000 một bộ thôi, quá rẻ. Sang Nguyễn lấy thêm một bộ em đang cầm. Chị ơi chị phải có mã cho em, không có mã thì em không bán hàng luôn ạ. B64 nhá. Các tất cả các chị đặt hàng phải có mã cho em. Phương Thảo Nguyễn ơi, không có đâu ạ. Nhận đồ rồi nha. Ok Diễm Phúc. Ok tình yêu Diễm Phúc cho em. Chị cho em một cái Facebook xem là đồ của em có đẹp không ạ? Chị cho em xin một cái cảm nhận xem là đồ của bên nhà em có đẹp không ạ? Để cho những cái chị mới mua hàng của bên nhà em có một sự tin tưởng hơn. Ok chị Bùi Hợp mã B45. À, chị Trang Nguyễn lấy mã B64. Ok tình yêu B64 cho em này. Fendi, bà nào lấy thì nhanh tay lên cho em nhé. B64 này, mã mới luôn, Fendi, quần của nó đây. Đấy, cả quần cả áo đây các chị nhá. Quần rất là chất luôn, đấy các chị đúng không ạ? Quần đây cho em, đây các chị nhớ. B64 và kèm theo số điện thoại nhé các chị nhá. B64 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã. Đấy, hổ đã lên rồi. Thôi hổ. B64 119.000 một bộ ạ, đẹp. Mai Huỳnh đẹp mà chẳng thấy mua ủng hộ chị nữa gì. Mua được có 2 3 lần mới hút rồi. Trương Hằng B64, ok chị Trương Hằng mã B64 cho em. Em lên cái bộ này, các chị cảm nhận xem là cái bộ này em thấy nó hơi hổ báo một chút, nhưng mà không biết là các chị có thích không nhá. Đấy, lên cho em đi. Thế thôi ạ. Tại cái mã này của em nó hơi bị hổ báo một tí. Ok các tình yêu của em nhá, đồ chất ok lắm. Đấy các chị thấy không ạ? Các chị thấy từ nãy giờ Facebook của bên nhà em thế nào ạ? Có đủ để các chị tin tưởng của bên nhà em chưa? Đấy, em còn đang nuôi con nhỏ nhưng bụng em rất là to luôn. Em đang nuôi con nhỏ, em đang trong quá trình cai sữa con đây này. Trời ơi, cai sữa con cũng là một cái gọi là dã man luôn. Em giới thiệu với các chị một chút ạ. Có mẫu đơn giản của em. Mẫu đơn giản 3D thì tất nhiên một điều là 3D thì mẫu của nó sẽ phải là hoành tráng hơn chị ạ. Nó là 3D, ok chị Giang Nguyễn cho em. Mẫu đơn giản thì em chỉ có mỗi cái bộ màu hồng với màu đỏ này, nó đơn giản thôi. Chứ còn để mà nói đơn giản 3D thì đơn giản nó lại không đẹp chị nhá. Đấy, tại vì nó là bộ 3D mà. Em xin giới thiệu với các chị một chút. Trong đây có chị nào bị mụn cơm không ạ? Cho em hỏi trong đây có chị nào bị mụn cơm hay bị mụn tóc không ạ? Nhà em đồ này nhà em mà nhập từ bên Quảng Châu về, những các tình yêu của em nhá. Nhập từ bên Quảng Châu về cho em. Đấy, B64 rồi luôn nha. Ok Trang Nguyễn ạ. Có chị nào bị mụn cơm mụn cóc thì em sẽ tư vấn cho các chị xem, tại vì cái mẫu này, cái hộp này bên nhà em là không phải là bên nhà em, nói thật với các chị luôn, cái này là bên nhà em là em lấy về cho chồng em dùng, hàng lộ địa của bên Trung Quốc luôn, nhưng mà nó thấy em thấy là rất chi là hiệu quả luôn, nên em muốn mang lên livestream để em bán cho các chị. Chị nào mà có chồng bị mụn cơm này, mụn cóc này, mụn nó dưới nó ở lòng bàn tay, lòng bàn chân này, em đảm bảo với các chị luôn là sẽ khỏi luôn cho em, chỉ trong vòng khoảng tầm độ là 15 ngày các chị sử dụng luôn nhá. Đấy đây. Chị nào mà mụn to thì trong khoảng tầm độ 1 tháng. Còn chị nào mà không thì chỉ trong tầm độ mấy ngày luôn cho em nhé. Đấy, bộ em bộ chị đang mặc thì comment lại bộ mẫu mặc cho chị thôi nhá. Đây, hộp này là hộp lộ địa bên nhà em, các chị có thể check mã vạch luôn cho em nhá, lấy cho em cái. Nhá các chị nhá, một hộp của bên nhà em luôn. Bán cho chị giá hàng này là hàng hiệu thuốc, gần như là hiệu thuốc ở Việt Nam mình gần như là ít có lắm. Tại vì nhà em phải nhập từ bên Quảng Châu về nhưng các chị nhá. Em bận là size M, em đang mặc là size M mà. Em mặc em vẫn thường thường, size của em vẫn là size M nhá.
58 cân mặc rộng thoải mái. Đấy các chị thấy không? Chị Diễm Phúc chị ý mua hàng bên nhà em rồi, các chị biết một điều, em đã bảo 60 cân mặc ok là mặc ok rồi đúng không? Đó, em đã nói ngay là 60 cân mặc ok là ok rồi. Đây, hộp này bên nhà em nhá chị nhá. Đây là nó chị mụn cơm này, mụn cóc của các chị luôn. Đấy, hôm nay nhá, của em ok tình yêu 56 cân. Đây, em sẽ giảm giá luôn 250.000. Đấy, nếu mà bình thường các chị ra hiệu thuốc các chị mua nó là 250.000. Nhưng mà nhà em bán các chị luôn với giá rẻ 1/2 trên thị trường luôn, mà hàng cam kết hàng đẹp luôn. 100k một hộp các tình yêu của em nhá, 100k một hộp, chị mụn cơm, mụn cóc các kiểu luôn cho em, siêu rẻ. Mà cái hàng này em cam kết chất lượng cho các chị luôn nhá. Về các chị bắn mã vạch. Chị nào có WeChat bắn cái mã vạch lên cho em. Chị nào có WeChat thì các chị bắn cái mã vạch lên cho em nhá. Bắn cái mã vạch này lên thì các chị hiểu được một điều là bắn cái mã vạch này lên này. Đấy, bắn ngay cái mã vạch này lên cho em. Nhá các chị nhá, bắn mã vạch lên cho em. Đấy, nó sẽ hiển thị lên là ngày sản xuất là bao nhiêu này, ngày sản xuất bao nhiêu, hạn sử dụng bao nhiêu này, hay là công ty nào sản xuất hàng như nào, hàng nhỏ có hết cho em nhá. Đấy. Thôi em hết hàng rồi chị ơi, em hết mẫu rồi, em làm gì còn mẫu đâu chị ơi. Chị thích lấy thêm mẫu thì mà nhà em hết mẫu rồi chị ạ. Nhà em chỉ còn cần lấy mẫu thôi, thôi chị lấy 4 bộ thôi. Thôi chị ơi lấy 4 bộ mặc tạm đã. Mặc tạm đi xem là về có đẹp hay không đã, thì sau đặt hàng mua tiếp nhá chị nhá. Nhà em hết mẫu rồi. Đấy. Chị nào lấy hộp này comment lại cho em là hộp nhá, và kèm theo số điện thoại nhá, hộp thuốc và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, cái này là chị mụn cơm mụn tóc cho em nhá. 100.000 một hộp cho em các chị nhá. Đấy, ai lấy thì comment lại ngay cho em nhá, hiệu quả đảm bảo các chị luôn, cam kết về cái vấn đề là hiệu quả luôn cho em. Bây giờ em xin chào các chị nhá, bye bye mọi người luôn nhá. Bye bye, xin chào tất cả các tình yêu của em đang xem livestream của em. Xin chào và hẹn gặp lại các chị nhá, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nha.